quân đội ta đã tiếp nhận chiếc tàu ngầm thuộc thế hệ hiện đại nhất hiện nay đặt mua của Liên bang Nga cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển. Các tàu hộ vệ tên lửa hiện đại đã được trang bị. Việc tiếp nhận tàu ngầm hiện đại đã tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hải quân Nhân dân Việt Nam, làm nòng cốt giữ gìn vùng biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Một sự kiện trọng đại khác đối với Hải quân Việt Nam là việc tiếp nhận thủy phi cơ DHC-6 do Canada sản xuất. Thủy phi cơ này được thiết kế cho nhiệm vụ tuần tra đảm bảo an ninh hàng hải, theo dõi thời tiết, chụp ảnh hiện trường, đánh dấu vị trí trên biển, cứu hộ cứu nạn trên biển, vận tải hàng hóa và hành khách. Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam liên tiếp được nhận và đưa vào biên chế các tàu tuần tra đa năng CSB-8003, 2015, 2016, tiếp tục được trang bị tàu đa năng hiện đại CSB-8001. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với lực lượng Cảnh sát biển. Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục được trang bị thêm các loại tàu kéo cứu nạn, tàu tuần tra xa bờ đa năng hiện đại, xuồng cao tốc và một số máy bay tuần thám Ka-12. Đây là loại máy bay hiện đại thế hệ thứ tư do hãng Airbus sản xuất, cùng với đó là hệ thống tuần thám biển dùng để bay trinh sát, quan sát biển, thả dù, bảo vệ thềm lục địa cũng như nhiệm vụ phát hiện tràn dầu, chống buôn bán ma túy, cháy rừng. Quân chủng phòng không không quân cũng là lực lượng được xác định tiến thẳng lên hiện đại. Quân chủng phòng không không quân tiếp tục đưa vào biên chế một số loại trang bị vũ khí khí tài mới. Bên cạnh đó, tiếp tục huấn luyện nâng cao khả năng làm chủ vũ khí hiện đại như tổ hợp tên lửa phòng không S-300, máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ tư Su-30 MK2 có khả năng chiếm ưu thế trên không, tiêu diệt mục tiêu mặt nước và mặt đất bằng vũ khí chính xác cao, hoạt động độc lập trong mọi điều kiện thời tiết. Ngoài ra, các lực lượng tác chiến điện tử, thông tin liên lạc cũng được hiện đại hóa với nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật mới, ưu việt. Cùng với việc mua sắm, tiếp nhận, công tác khai thác làm chủ vũ khí trang bị mới đặt ra những yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao cho các lực lượng, các quân chủng, binh chủng. Tiếp tục hiện đại hóa quân đội là góp phần tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc Việt Nam và góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để cùng phát triển ở khu vực và trên toàn thế giới. Thưa quý vị và các đồng chí, nâng cao tính chuyên nghiệp của Quân đội Nhân dân Việt Nam phải luôn gắn liền với tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng quân đội cách mạng luôn được ưu tiên hàng đầu. Đây chính là nền tảng, là kim chỉ nam trong các hoạt động xây dựng quân đội ta. Dù các thế lực thù địch có cố rêu rao xuyên tạc nói xấu thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thể bôi nhọ làm mờ nhạt hình ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ trong tình cảm của mỗi người dân Việt Nam. Và quân đội ta vẫn là quân đội chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Và chương trình nhận diện sự thật ngày hôm nay